Hello, xin chào tất cả mọi người, chào cô chú anh chị các bạn đến với kênh Chê Đầu của em. Ngày hôm nay chia sẻ câu chuyện của chị Hồng Loan. Chính thức ngày hôm nay chị ra tòa. Sau đây mời tất cả cô chú anh chị và các bạn ta vào cùng tìm hiểu câu chuyện như nào, đúng không ạ? Ở bên trong tòa án để ngày hôm nay là cái phiên tòa diễn ra. Thì vừa rồi đó thì tụi em cũng có phỏng vấn và chị Loan thì cũng mới chia sẻ một số những cái thông tin mà liên quan đến là cái phiên tòa ngày hôm nay của chúng chị. Thì chị Loan cũng chia sẻ là thật sự là cũng không có muốn là cái phiên tòa này diễn ra, và chị Loan cũng không có cái tham vọng là muốn dành hết là tài sản của cậu Năm, của cha của mình, cũng muốn chia đều cho tất cả các anh em. Nhưng mà vì cái lý do là vấn đề là cô Sáu nói rằng là cô Sáu bức xúc vì chuyện mà mời ra khỏi nhà, cho nên là mới có là cái phiên tòa ngày hôm nay. Chị Loan cũng chia sẻ là rất là buồn của chúng chị. Hôm nay thì cũng rất là buồn, cũng không muốn tiếp xúc nhiều, để không muốn gia đình mình lại có cái chuyện ồn ào như vậy. Vâng, thưa cô chú anh chị, các bạn ta vừa nghe thông tin được biết, đúng không ạ? Thì cô Sáu bảo đòi phân chia tài sản của chị Hồng Loan. Chị Hồng Loan không chấp nhận được, sợ ảnh hưởng mang tiếng ba luân của mình. Sau đây mời tất cả cô chú anh chị các bạn ta đừng nên quên ấn nút like và đăng ký kênh để mình nắm bắt được thông tin sớm nhất trên hàng ngày. Sau đây mời tất cả cô chú anh chị các bạn ta vào cùng tìm hiểu thêm câu chuyện của chị Hồng Loan ạ. Cả thì nó cũng đã đi quá xa rồi. Chị Loan cũng chia sẻ đó là sau khi mà ba của mình mất đó thì cô chị Loan đã dọn về ở trong nhà, căn nhà đoàn thị điểm đó, để mà tiện cho cái việc là chăm lo hương khói cho cha của mình. Và chị Loan cũng nói là hai mẹ con của cô Sáu thì cũng đã rời khỏi căn nhà cũng khá lâu rồi. Và chia sẻ về cái nguyên nhân đó thì chị Loan cũng nói đó là sống chung một cái căn nhà nhưng mà cũng cái không khí gia đình là nó căng thẳng, sống chung nhà nhưng mà cái không khí gia đình nó căng thẳng, lúc nào cũng gọi như là nhìn mặt nhau là liếc hái này cái nọ. Là chính vì thế là chị Loan buộc lòng là phải mời là mẹ con của cô Sáu ra khỏi nhà. Rồi chưa kể là mẹ con của cô Sáu là có sử dụng cô Sáu đó, bản thân của cô Sáu là có sử dụng bùa gì cái nọ đó, mình không biết là những cái gì đó là khiến cho là những người ở trong gia đình họ rất là sợ, cho nên là buộc lòng phải mời là cô Sáu đi. Là chị Loan cũng nói là giữa mình và mẹ con cô Sáu thì cũng không có được cái tiếng nói chung, là đã nhiều lần để mà lại với nhau rồi nhưng mà không có tiếng nói chung, và thường hay cãi vã và tranh chấp tùm lum tùm la hết đó. Là gia đình như là ngồi nói chuyện nhưng mà không được, thì cho nên là mới xảy ra cái vấn đề đó. Chị Loan cũng nhắc lại rất là nhiều lần là mình cũng không có cái tham vọng mà dành hết, chiếm hữu hết tài sản. Nhưng mà sau khi là cậu Năm mất thì cô Sáu và Hồng Phượng đã có cái yêu cầu. Vâng, thưa cô chú anh chị các bạn ta vừa được biết, đúng không ạ? Cô chú anh chị các bạn ta đừng nên quên ấn nút like và đăng ký kênh, dí nút chuông để làm mình nắm bắt được thông tin sớm nhất mà mới nhất ạ. Sau đây mời tất cả cô chú anh chị các bạn ta cùng vào cùng tìm hiểu thêm câu chuyện ạ. Nắm luôn đó, từ cái việc chi các khoản chi phí cho đám tang với việc xây mộ là đều mình không biết. Và chị Loan nói đó là số tiền phúng điếu hiện tại thì vẫn còn do cô cháu gái nắm giữ và không nắm rõ, là chị Loan còn không có nắm rõ được cụ thể con số là bao nhiêu. Và chị Loan cũng chia sẻ thêm là sau khi mà cậu Năm mất đó thì một số người đã ngỏ ý là quyên góp tiền xây mộ cho ông. Và thời điểm đó là các thành viên ở trong gia đình đều thống nhất xem như là trân trọng cái tình cảm của kháng nguyên về tranh cãi. Thì chị Loan thấy cái vấn đề nó có tranh cãi, là khán giả họ cũng lên tiếng, cho nên là quyết định là không quyên góp nữa. Và sau cái sự việc nó nổ ra là thì chị Loan có yêu cầu là gửi trả lại cái số tiền đó cho khán giả. Nhưng mà vâng, thưa cô chú anh chị các bạn ta được biết, hiện tại chị Hồng Loan đang ở trong phiên tòa, chưa biết là vụ việc như nào, đúng không ạ?
Chắc là cũng tin buổi chiều nay biết rõ cuộc chị Hồng Loan kể lại câu chuyện của phiên tòa xét xử ngày hôm nay. Sau đây mời tất cả cô chú anh chị các bạn ta đừng nên quên nút like và đăng ký kênh để mình nắm bắt được công tin sớm nhất trên hàng ngày. Sau đây em xin phép em xuống nay, em chào tất cả cô chú anh chị.